Đó bây giờ anh biết nó, anh nói là Ukraine giờ đang nội chiến, mà anh biết là trước khi nội chiến là nó làm sao, nó đang phát triển GDP nó Khi mà cái thời gian em nói với anh Bình Dương là khi cái thời gian mà em ở bên kia ấy, thì là cái lúc đấy là Ukraine mới bắt đầu là đang xây dựng cái cửa khẩu Ukraine với Nga, anh Bình Dương. em không có vào được anh Hoài Tôn, hôm nay em bận em không có vào được, em mới chỉ lướt qua xong rồi nó bị sao đó em không vào được, không biết nó Thì cái thời gian đấy em nói với anh Bình Dương là cái thời gian đấy là bên Ukraine rất là ổn định. Nó rất là ổn định luôn. Ở bên Ukraine nó có một cái làng của Việt Nam rất được người Ukraine yêu mến. Thì người Việt Nam rất là thích sang bên Ukraine, tại vì là ở bên Ukraine ấy thì là về bên công an công đồ thì là kiểu như là nó cũng không gắt lắm ấy anh. Đấy thì người Việt mình là như cái thời gian trước là ở bên Ukraine cũng nhiều lắm, làm ăn rất là thuận tiện, nói chung là nó không bằng ở Moscow, ví dụ đi chợ đi búa nó không bằng Moscow đâu, nhưng mà ví dụ như là kinh doanh buôn bán thì không nói được. Để có người kiếm ăn tốt, có người kiếm ăn bình thường thì có nghĩa là cái cuộc sống của người ta thì làm sao mà nó ổn định là được. Thì khi mà sau mà khi cái thời gian mà em sang ấy là bắt đầu là thành lập cái cửa khẩu Ukraine đấy, thì em được biết thì là khi mà sau em ở vài năm đấy thì là nó rất là ổn định. Thế mà khi đến bây giờ thì bắt đầu là nội chiến rồi đủ các thứ trên đời thì nói chung là tan hoang hết. Bây giờ là thân này là người ấy chạy. Nhưng mà như anh nhớ, không biết anh nhớ có đúng hay không nha, hình như ông Phạm Nhật Vượng là hình như cũng đâu ở Ukraine hay là ở tỉnh khác gì ta, ông Phạm Nhật Vượng á, Em ông Vượng á? ông Vượng á, hình như ông cũng bên nước Đông Âu về, nhưng mà anh không biết chính xác là phải Ukraine hay không thì không biết nha, nhưng mà anh nhớ hình như là ổng, là anh nhớ là ổng đúng là cũng từ Đông Âu về, nhưng mà nước nào thì anh chưa nhớ rồi. Ông Vượng lâu nào nhỉ anh nhỉ? Nên 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 ở đây mình nói là trên phương diện đó, vậy còn bây giờ vấn đề anh nói là Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đúng không? Nói cho anh nghe, mình đừng có nói trước, anh phải để khi nào Hàn Quốc, Bắc Hàn á, nó tiếp ông Trump đi, rồi chuyện gì chính sách ra sao đi rồi anh mới biết, chứ còn bây giờ anh đừng nói. Thằng Hàn Quốc bây giờ nó cực kỳ nó ghét Mỹ, anh biết tại sao không? Đi đâu cũng xách lính Hàn đi đánh không à, nó khổ thấy mẹ nó luôn, đúng không? Anh thấy là một cái lệ thuộc về một cái đất nước khác đó, là nó là như vậy đó, đúng không? Giờ không đi đánh không được, đúng không? Ukraine hả anh Bằng, em nhớ đúng rồi, chủ tập đoàn Vingroup từ Ukraine đó, đúng rồi, ổng có là ổng làm, có ổng có một công ty mì ăn liền bên Ukraine đó, thì ông về Việt Nam ông bán hết công ty ông về Việt Nam đó, bây giờ ông sao, đúng không? Nên anh Hoàng anh chia sẻ thì anh chia sẻ với Dương, chỉ phản biện cho anh những cái đó thôi nha anh Hoàng. Còn ví dụ như cuộc sống anh ở Đan Mạch tốt thì ok, cái chuyện đó là anh quyết định đúng đắn cho cuộc đời của anh, thì cái chuyện đó là chúc mừng anh thôi, đúng không? Còn mới nãy anh nói là Việt Nam Ukraine cũng đang tốt lên thì Việt Nam cũng đang tốt lên, nhưng mà tại sao anh thừa nhận cái tốt của Ukraine nhưng anh không lại không thừa nhận cái tốt của Việt Nam, đúng không? Đó là hai cái, mà trong khi đó Việt Nam mình là quê hương xứ sở của anh sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, đúng không? Mà ngược lại anh lại đi, anh lại không đóng góp, anh cũng không góp, mà anh cũng không có cách nhìn thiện cảm gì Việt Nam, thì tại sao vậy? Cái nơi chôn nhau cắt rốn của anh mà anh không có cái thiện cảm là sao? Đúng không? Đó Dương nói, không lẽ giờ ví dụ như chẳng hạn giờ cha mẹ sinh ra anh, giờ anh sinh ra xong anh đi đất nước khác, anh nói tôi qua anh kia tôi sống với bà mẹ nuôi tôi, nó ngon, bà lo cho tôi mọi thứ. Giống là giống về tính chất đúng không? Ở giống về hình thức nhưng mà tính chất nó khác anh ơi.
ngày qua hết bằng em làm xong công việc em là tới 12 giờ em mới like, em like tới 4 giờ sáng. Hôm qua mà em nói anh là em xem 4 giờ sáng luôn. Một ông Đạt cũng vậy, cũng chắc là cũng nghe đấy, cũng ức chế đéo ngủ rồi là cũng đến sáng luôn. Mà em xem em cứ buồn cười đấy. Anh Bình ạ, à, cái bọn nó khốn nạn lắm, bây giờ nó chặn mẹ em vào cái trang một cái nhóm kia rồi, nó chặn em rồi. Vì bị điên thế. Không phải ba nước ba quốc gia giống Việt Nam thì đó tôi thừa nhận với anh, nhưng mà nó là về hình thức thì nó giống, nhưng mà tính chất là nó khác, anh hiểu không? Anh không có ví dụ vậy, nó không có tương xứng. Còn Việt Nam bây giờ anh thấy là tất cả một cái đều tự chủ nè, đúng không? Không anh phớt rồi, hôm nay anh bằng ảnh like thì Dương không có like anh. Đúng không? Anh thấy Việt Nam không? Lúa gạo tự chủ, tự sản xuất được lúa gạo, đâu có tự chủ không? Bây giờ mình chỉ làm ra được, sản xuất ra được, chỉ bán thôi. Đó. Còn bây giờ anh lệ thuộc rồi, một cái là anh mọi thứ. Đơn cử cho anh thấy thằng Hàn Quốc không? Thằng Anh muốn tặng cho em hôm vừa rồi, cái Thế vận hội vừa rồi á, thằng Anh muốn tặng cho em mấy món quà thôi. Đại sứ quán Mỹ không cho là không được tặng. Đó, thì anh thấy khổ không? Đó, còn anh lúc trước anh cứ nói nếu anh muốn mà đất nước Việt Nam chia làm đôi á, thì nó nguyên trang vậy đó, đúng không? Ví dụ như chẳng hạn thành phố Hồ Chí Minh giàu hơn Hà Nội đi, đó, muốn giúp đỡ phải qua ý kiến của anh Mẻo anh cho thì mới được, còn không cho là không được. Thấy chưa? Nên anh phải nhìn như vậy. Còn anh nhìn mà anh muốn đóng góp, mình đóng góp cái kiểu của anh là anh tung hô, mình tung hô những cái nó không phù hợp ở Việt Nam, sao anh tung hô được? Còn ví dụ như anh Trần Siêu anh nói cũng có cái lý của anh, đúng không? Anh sống ở Việt Nam anh sướng, thì con người sống sung sướng rồi. Chú Bạch làm sao mà cam kết được bây giờ 10.000 đô với lại 20.000 đô là một khoản tiền là cũng cơ số đấy, không ít đâu. Anh Bình Dương nhở? Chào anh Bạch đẹp trai. Anh Bạch nha, dạo này anh diện lắm nha anh Bạch. Phát hiện anh rồi nha anh Bạch. anh Bình bảo ký cái hợp đồng mà kêu gọi tất cả những Việt kiều ngoài nước về Việt Nam. Em xin nó ký được cái hợp đồng, thì ngon quá, chuẩn bị có 8.000 mấy người kia thì ở có khả năng em này.